chế định công hạ, thảm kịch báo trước khi hàng hóa bịt kín lối thoát. Ngôi nhà xảy ra cháy ở số 207 định công hạ, Hà Nội, là nhà ở kết hợp kinh doanh. Từ tầng 1 đến 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cầu thang. Khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên làm 4 người thiệt mạng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng, một tum. Một số người đang bán hàng từ tầng 1 đến 3 của căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài, còn bốn người bị mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhiều mũi tiến công, vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể, gồm bà NMH, sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDS, sinh năm 2013, NTA, sinh năm 2018, NDK, sinh năm 2022. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ. Tuy nhiên, ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Vụ cháy này có điểm tương đồng với vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Theo báo cáo khi đó, căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng hơn 200m2, nằm sâu trong ngõ cách mặt phố khoảng 200 m Trên khu đất xây nhà 2 tầng, một tum và một nhà 3 tầng để gia chủ ở kết hợp cho thuê trọ. Phần sân rộng khoảng 55 mét vuông và tầng 1 được dùng để sửa chữa xe điện. Ở nhiều thời điểm, sân và tầng 1 ngôi nhà, nhiều xe cộ, bình ác quy và các dụng cụ sửa xe để kín lối đi. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết, phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang, mặt tiền nhà hoặc các tầng thấp làm nơi để hàng hóa. Việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang, tầng nhà vô tình đã bịt lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân, ông Bùi Xuân Thái nói. Cũng theo ông Thái, người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt. Cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên, như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái, ông nhấn mạnh. Các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà, đặt ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và mọi thành viên đều biết sử dụng thành thạo nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm thang dây dây hạ chậm mặt nạ phòng khói trong nhà tuyệt đối không cất chữ hóa chất dễ cháy nổ không để các hàng hóa vật dụng đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa nguồn nhiệt bố trí đồ đạc vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà ông thái khuyến cáo những ngày qua, clip ghi lại hình ảnh 4 thanh niên đi trên hai xe máy có hành động lạng lách đánh võng, uy hiếp sự an toàn của các phương tiện khác trên cầu Nhật Tân Hà Nội, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Và liên quan đến sự việc này, trưa ngày 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 vừa phối hợp với Công an quận Tây Hồ xác minh xử lý 4 nam thanh niên đi trên hai xe máy có hành vi lạng lách đánh võng trên cầu Nhật Tân. Và đáng nói là những trường hợp này có tuổi đời còn rất trẻ nhưng mà đã điều khiển phương tiện phóng nhanh lạng lách đánh võng gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong số 4 đối tượng được triệu tập có hai đối tượng sinh năm 2008, một đối tượng sinh năm 2004 và một đối tượng sinh năm 2010. Tại công an quận Tây Hồ xét thấy hành vi của các đối tượng gây bức xúc cho dư luận, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác trên đường. Ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng đối với 4 đối tượng trên. Cùng ngày, công an quận Tây Hồ đã ra lệnh giữ người bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng sinh năm 2004. Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi vào khoảng 12 giờ trưa 12 tháng 6. Thời điểm trên, bốn đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội rồi lên cầu Nhật Tân để đi sang huyện Đông Anh. Quá trình đi trên cầu, bốn đối tượng điều khiển xe liên tục đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, trong khi thực hiện hành vi, một đối tượng đã bị ngã, chiếc xe máy văng trúng một xe khác đi cùng chiều. Rất may người đi đường không bị thương tích nặng. Hiện công an quận Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin phụ huynh có con dự thi môn toán vào lớp 10 tại điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo, có chia sẻ rằng là trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, tỉnh Bắc Ninh vừa diễn ra. Con của người này sau khi làm bài xong thì bị giám thị coi thi yêu cầu cầm bài vào nhà vệ sinh rồi chụp ảnh lại. Ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã xuống trường kiểm tra, xác minh các nội dung được phản ánh. Cụ thể, khi kết thúc kỳ thi, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một phụ huynh, tố giám thị yêu cầu thí sinh mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi. Người này cho rằng khi con làm bài gần xong đã có một giám thị coi thi là nam giới tự ý mời ra ngoài phòng thi và yêu cầu cầm theo bài làm vào trong nhà vệ sinh. Giám thị này đóng cửa nhà vệ sinh lại và dùng điện thoại chụp toàn bộ bài làm của thí sinh. Thí sinh hỏi thầy chụp làm gì thì cán bộ coi thi trả lời là thầy chụp mang về tham khảo. Đại diện Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi có phản ánh, Sở đã đề nghị và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin Sở này. Sở này cũng cho biết là sẽ xử lý nghiêm vi phạm trách nhiệm của người liên quan nếu có sự việc xảy ra. Sở này cũng sẽ công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về thông tin, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng công bằng cho các thí sinh và cán bộ giáo viên thực hiện công tác làm thi. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng số 13.695 chỉ tiêu vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Tiếp tục thông tin về vụ việc điều tra các sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Sau khi bắt nhiều y bác sĩ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt thêm viện trưởng và viện phó Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể, Bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt giữ vào ngày hôm nay 16 tháng 6. Cảnh sát cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bác sĩ này. Việc bắt hai cán bộ lãnh đạo của viện này liên quan đến việc cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trong những ngày vừa qua. Theo thông tin ban đầu, việc bắt giữ đối với 7 bị can nói trên để điều tra làm rõ việc lập hồ sơ liên quan đến kết quả giám định và điều trị cho bệnh nhân tại đây. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị thuộc Bộ Y tế tiếp nhận khám và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần có nhu cầu. Đồng thời nơi đây cũng là cơ sở thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động điều tra của các cơ quan tố tụng. Một người đàn ông giấu tên ở Úc bất ngờ đổi đời sau khi nhặt được cục vàng trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Được biết, đây là câu chuyện của một người đàn ông giàu tên đã nghỉ hưu ở Úc vào đầu năm 2020 trong chuyến dã ngoại về vùng ngoại ô Ballarat, bang Victoria. Ông tình cờ tìm thấy vật thể lạ dưới lớp đất sâu gần 2 mét nhờ máy do tìm kim loại. Mất hơn một tiếng để đào bới mà có thể lôi được nó ra khỏi đất đá. Ban đầu, khi thấy vật thể lạ ông rất tò mò. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, thì đây là khối vàng dòng khá lớn. Khi biết đây là vàng, người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Và đây cũng là lần đầu đào được cục vàng lớn như vậy. Sau khi nhờ chuyên gia thẩm định, kết quả cục vàng này nặng 2kg. Vật thể lạ bằng vàng này, sau khi thông tin được công bố, nhiều nhà siêu tầm vàng đề nghị chi số tiền tới 160.000 đô Úc, khoảng 2,5 tỷ đồng để sở hữu nó. Tuy nhiên, người đàn ông đã giữ lại. Kể từ sau lần may mắn nhặt được vàng, người đàn ông quyết định dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để rong ruổi trên các vùng ngoại ô với hy vọng tìm thấy kho báu khác. Những vụ phát hiện vàng lớn như vậy không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không phải là không thể. Trước đó, một người đàn ông ở Úc đã phát hiện ra một cục vàng khổng lồ nặng 4,1 kg khi đang sử dụng máy dò kim loại để tìm kiếm kho báu trong thời gian rảnh rỗi của mình. Cục vàng này có giá trị 6,4 tỷ đồng và được mệnh danh là niềm vui thứ 6.